Đội tuyển nữ Việt Nam đã chịu thất bại 0-2 trước đội tuyển nữ New Zealand trong trận đấu giao hữu. Mặc dù vậy, thủ môn Kim Thanh vẫn được vinh danh với giải thủ môn xuất sắc nhất. Theo đánh giá của tờ SofaScore, Kim Thanh nhận điểm 8,6 và có màn trình diễn xuất sắc. Cô đã thực hiện 10 pha cứu thua, trong đó có 6 pha cản phá dứt điểm trong vòng cấm. Hiệu quả của Kim Thanh đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam tránh thua quá đậm. Ngoài ra, thủ thành này còn có 60 lần chạm bóng và tung ra 37 đường chuyền chính xác 86%. Hầu hết các cầu thủ còn lại của đội tuyển nữ Việt Nam nhận được điểm số trung bình. Dương Thị Vân đạt điểm số cao thứ hai với 7,1 điểm, có thành tích 10 phần 13 lần tranh chấp thành công và 6 lần tác bóng thành công. Trong khi đó, Zachary Henn của đội tuyển nữ New Zealand đạt điểm số 8,1, ghi 1 bàn thắng và có 6 lần dây bóng thành công. Điểm số trung bình của đội New Zealand là 7,06, cao hơn so với đội tuyển nữ Việt Nam với 6,61. Trận đấu giao hữu tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 với đối thủ mạnh Tây Ban Nha.